chơi gì vậy? Giọng ca miễn phí. Nghe hấp dẫn ha. Bây giờ chúng ta cũng bắt đầu trò chơi nha. Dạ. Và đây là thành phần của ban giám khảo nha các bạn. Chào. Hai con là ban giám khảo hả? Dạ. Rồi nhớ cấm điểm cho công bằng nha. Xuân ơi, cười lên coi. Đây là các thí sinh đã tham gia cuộc thi này các bạn ơi. Đây. Và bên đây nữa đây. Hello các bạn. À, đây là anh Thôi. Hello, chào. Hôm nay con tham gia cuộc thi giọng hát dị nhí hả? Con có chuẩn bị chạy kỹ chưa? Rồi, chúng ta cùng bắt đầu nha. Cuộc thi hội hát việc nhí bắt đầu. Bạn số rồi, bạn thí sinh đầu tiên xin mời. Đây, bạn giới thiệu. Xin chào các bạn, mình tên là Mỹ Tú. Hôm nay mình xin hát bài như ngày hôm qua. Rồi, ca sĩ đầu tiên xin mời. Phần thi của Mỹ Tú đã xong rồi các bạn ơi, ban giám khảo đã chấm 10 điểm nha các bạn.
Dạ, đây là phần thi của bạn tiếp theo. Mỹ Tú ơi, giới thiệu bạn tiếp theo đi con. Phần thi của mình đến đây là kết thúc. Xin mời bạn Quốc Quy lên hát. Quốc Quy đâu? Vỗ tay cho Quốc Quy một tay. Cho Quốc Quy một bàn tay đi. Rồi Quốc Quy lên nào. Hãy subscribe.
mời giới thiệu đi. Phần thi của Quốc Huy đã kết thúc. Xin mời bạn số 3 tên là Nguyễn Hữu Lại lên cho Nguyễn Hữu Lại một tràng vỗ tay. Mới sửa một cô gái khả năng cao khỏe với các nơi vitamin D hỗ trợ phát triển chiều cao. Quả nha mấy đứa. Wow. Vỗ tay khen bạn nào. Yeah.